Ok, hello mọi người. Và chúng ta đã tới phiên bản 2.5 với banner phay sao. Và chuẩn bị roll phay sao nhé. Báo trước đây không phải ạc mình. Mình sẽ không roll phay sao cho các ạc mình, nhưng còn đây là ạc của bạn mình, người cực kỳ dũng cảm. Mình nói mà dũng cực kỳ dũng cảm á. Cho nên là ok. Để coi là bạn mình roll cho bạn mình để coi là có ra được phay sao không nha. 115 roll. Để coi bảo hiểm coi. Nếu bạn mình nói là nếu mà ra phay sao rồi thì chuyển qua Robin. Để coi. 50. Ồ. 70. Ồ, 71. À, là sắp nổ đúng không? Rồi. 7 nhá. Vậy là sắp nổ. Và nếu như mà vậy là bớt cái lượng roll này chắc chắn sẽ roll ra phay sao rồi nè. Nhưng mà nếu ra phay sao được chuyển qua Robin luôn. Ok, I understand. Còn qua bên này. À, chọn Robin. Ok. Rồi. Như vậy. Yo. Để xem quyết định đưa cho mình roll có chính xác hay không. 72, 73, 74, Asta, ok. Cái này là coi như là mua 10 tặng 1 thôi gì. 75. Xong nó win rồi đó. Và ra luôn cả Mosei luôn, ghê chưa. Một win. Rồi giờ qua đây Ron Robin hả? Chắc chưa, Ron Robin nhá. Mời này. Ồ, ra vũ điệu vô biên luôn, ghê. Nói chung đồ mới là ngon rồi mọi người. 20. Tính ra thật ra là mình sẽ có cái luck roll. Wow. Luck roll nhân vật hòa hợp á, thấy không? Mosei 2, Mosei 1 này. À. 30. Chắc phải roll ra Mosei trước rồi muốn làm gì làm á chứ. Chán hình chút ký ức này. Ngon chưa? Cái vũ khí phế trước khi roll may ra. 40. Ồ, Mosei luôn nè. Ui, gì ghê vậy? Ghê gì ta? Mosei không vậy? 50. Ồ, Mosei luôn đi. Ôi thật à? Ghê đấy. Nó 60. Mosei nữa không? À, ngày đầu tiên. Rồi 70 này chắc chắn ra 103 nhân vật này. À, Luca. Ồ, Luca chưa 6 à. Rồi, The Moment of Truth này. Coi ra cái gì đây. Ôi lại Mosei nữa này. Có gì ghê vậy. Ghê thế. Ôi ra luôn này rồi, sao xong rồi. Oh my god. Wow. Rồi cho nó hên vậy. Rồi mình với banner sau sao ta. Mình không roll phi sao nha, nhưng mà rồi nó roll vậy sao chơi giữa trời. Có nổ đôi không? Không nổ đôi. Rồi xong rồi. Đợi một chút, mình nhắn nhé. 5 minutes later. Người bạn của mình đã bắt đầu tham lam hơn. Bạn mình bắt đầu tham lam hơn rồi. Ok, 25. Để coi nó có sẵn gì chưa. Xong nó ra luôn thì cũng ghê lắm. Rồi giấc mộng sẽ đi về đâu. Rồi ok.
là mới có nhiêu ta, 14 lần đúng không? 24 nè. Ok, luận kiếm 34 này. Ôi nó nổ luôn rồi. Trời ơi. Nó còn quyết tâm luôn. Rồi thôi nó ra luôn rồi. 115 roll ra luôn rồi. Hết cục. Rồi, sau khi mà nó ra cái đống quỷ yêu này thì nó qua chấn Robin. 148 chắc được 7 lần quốc luôn này. Ờ hên quá. Má nó còn, mày còn ra nữa đi á. Ok, mồ hôi lấp lánh này, được này. Hai round cuối đi. Ồ sao ra đời của tôi. Ngon. Đối với mà nó vẫn là một cây ngon, nhất là khi mà có Hota rồi á mọi người. Còn nhiêu đây, 24 đủ một lần nữa nè. Rồi thôi không ra nữa. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Má nhiêu đó rồi. Giờ còn ra được cả kia nữa thì còn quỷ quá. Rồi. Kết luận là chúng ta có Robin phi sao với cái chấn. Đấy. Rồi, mô xây bao nhiêu đây? Ồ, 4 luôn rồi này. Mô xây 4 luôn. Lên luôn đó chứ. Rồi. Xong rồi đó. Hết vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái phần roll khá là nhạt nhòa. Không có gì nổi bật. Rất bình thường. Thiệt tình. Nhớ ủng hộ cho kênh bằng cách like, subscribe và cũng như ủng hộ Weibo Game ở phía dưới phần mô tả nha. Bye bye. Thiệt. Hên quá. Nói nhạc kiểu vậy thôi chơi.